có một cái kính áp tròng ban đêm mà người ta đeo lúc ngủ thì sáng mai ngủ dậy thì không phải đeo kính nữa thì có thật không hả bác? Cái tin đồn này là thật nhé. Cái kính áp tròng ban đêm AutoK thì nó sẽ có hai công dụng. Thứ nhất để là nó kiểm soát cần thị tiến triển. Đây là cái công dụng mang lại nhiều giá trị nhất cho trẻ con. Mà cái chủ đề hôm nay ông đoàn cũng muốn nói về vấn đề này, nghĩa là nó sẽ làm chậm cái quá trình tăng độ cận hoặc làm ngưng tăng độ cận ở một số cá thể nhé, chứ không phải 100% các bạn sử dụng cái kính này thì đều có thể không tăng độ cận nữa hoặc là dừng hẳn cái việc tăng độ cận, được chưa? Ví dụ như là bình thường thì một năm một đứa trẻ nó sẽ tăng độ cận lên khoảng 1 dioptrien, thì sau khi mà sử dụng kính thì nó chỉ tăng 0,5 hoặc là 0,25 thôi, thậm chí là có những trường hợp là không tăng độ cận một xíu nào qua 1 năm hoặc là 2 năm cả. Thì cái giá trị của tính năng này nó rất là cao, nó sẽ giúp cho những người mà bị cận thị ấy, nó hạn chế được tối đa những cái biến chứng mà do cái việc tăng độ cận nó gây ra khi mà giúp giữ được cái độ cận nó thấp. Thì sau này khi mà lớn lên thì sẽ có nhiều cách, nhiều giải pháp để mình có thể giải quyết vấn đề cận thị đấy hơn nếu mà độ cận của mình nó thấp. Còn ví dụ như là mình để độ cận nó tăng quá cao thì có thể là sau này mình cũng sẽ không mổ được hoặc không sử dụng được kính áp tròng chẳng hạn. Đó. Thì đây là cái giá trị rất là hữu ích và rất là đáng tiền của cái kính áp tròng ban đêm này. Một cái công dụng thứ hai thì đúng như là bạn Hoàng bán hỏi, đó là nó sẽ giúp cho người đeo cả ngày hôm sau thì không phải đeo kính gọng nữa và cũng không phải đeo cái kính áp tròng đấy trong mắt nữa, bởi vì cơ chế của nó là nó cấu trúc lại các tế bào của ở trên bề mặt biểu mô của giác mạc để giúp thay đổi hình dạng của giác mạc, giúp điều chỉnh cái công suất khúc xạ, nên là ngày hôm sau thì khi mà đã điều chỉnh là cái hình dạng của cái giác mạc rồi ấy, nó đã ép xuống rồi, nó đã nén xuống rồi, thì các bạn mà sử dụng kính đấy sẽ không phải đeo bất kỳ loại kính nào nữa nhé, kể cả kính gọng mà cũng kể cả kính áp tròng mà vẫn sẽ nhìn rõ. Đó là sự thật, nó không phải tin đồn đâu ạ, đó là sự thật. Nên là với cái công dụng này thì người lớn hay là trẻ em thì cũng nên sử dụng nếu như mà có nhu cầu, đặc biệt là với các bạn mà chưa muốn mổ cần ấy hoặc là giác mạc mỏng mà không thể thực hiện phẫu thuật được, thì đây là một giải pháp rất là tốt để có thể thay thế cái giải pháp là mổ cần thì nếu mà các bạn vẫn chưa dám mổ cần hay là không thể mổ được đó, và muốn bỏ cái kính của chúng ta ra nhé. Thì đó là hai cái công dụng chính. Còn các đặc điểm khác rồi quy trình thử kính, sử dụng kính như nào thì Open cũng đã có những video ở trên kênh YouTube rồi, thì xem những video trên kênh YouTube đấy thì nó sẽ đầy đủ hơn là trả lời như này đấy, bởi vì trả lời như này thì đôi khi Open sẽ quên một số ý, trả lời trực tiếp đó, đôi khi quên một số ý không bổ sung được nhé. Thì các anh chị xem kênh YouTube và nhớ để lại một đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video của Open ở trên kênh YouTube. Nếu mà có câu hỏi gì ấy, ví dụ như là trẻ con hay nhảy mắt thì các anh chị chỉ cần search là con hay nhảy mắt, thêm chữ Open Đẳng vào thì các anh chị sẽ biết được cách giải quyết như nào, hay là các triệu chứng của lác, Open Đẳng là sẽ có câu trả lời là các triệu chứng của lác, hay là cách như nào để có thể phát hiện con bị lác hay không, Open Đẳng thì cũng sẽ có câu trả lời nhé.